Chúng tôi là những người tham gia chương trình Hành trình Việt Nam Xanh. Mục tiêu của chúng tôi là đến những điểm nóng tiêu biểu về môi trường. Khi chúng tôi hát những câu hát này trên đường vào Tây Nguyên, thì rừng ở đó đã và đang tiếp tục bị tàn phá. Chúng tôi tự đặt tên cho chuyến đi này là Đi tìm màu xanh, ở một nơi đầy bí ẩn và hồi hộp, với một số người trong đoàn lên Tây Nguyên lần đầu. Đừng vượt. Tiếc chứ mà chỗ làm không có, phải phá thôi. Không đi làm lấy cái gì rồi ăn kiếm miếng đất thì lấy cái gì ăn, lấy cái gì sống. Tất nhiên, cơ sở là người dân tấn công vào đây phá rừng và trồng cây của mình thì đã là sai rồi. Có ai bên Kim Lâm bên gì cũng chả nghe nói gì hết. Nó chỉ bảo là phá rừng trái phép. Đến lúc bây giờ báo chí lên tiếng ở dư luận thế này, vì đây là một việc sai, nhìn góc độ nào cũng sai. Ngày nay bà con khóc lóc cả ngày. Cây lời trồng lên tầm này nhổ đi hết, rồi chuối, rồi các cây hoa màu của bà con cứ thu ngục kìa. Gỗ từ Đại Ngàn chạy xuôi cả ngày lẫn đêm. Chúng tôi đi ngược những đoàn xe đó qua những cụm dân mới định cư, nheo nhóc, trơ trụi, cố tìm tới nơi được gọi là địa chỉ đỏ, nhà ngục Đắc Lây, còn gọi là ngục Tố Hữu, ở đồi Trăng Túc, xã Đắc Trong, huyện Đắc Lây. Ngục Đắc Lây là một trong 4 di tích lịch sử được xếp hạng cấp quốc gia của tỉnh Kon Tum, từng là nơi giam hãm lưu đày nhiều nhà cách mạng như Tố Hữu, Nguyễn Duy Trinh, Chu Huy Mân, Lê Văn Hiến, Huỳnh Ngọc Huệ và nhiều người khác. Giờ cư ngụ ở đây là dân. Họ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của nạn phá rừng xung quanh di tích lịch sử này. Cách đây khoảng vài năm, xung quanh ngục Tố Hữu là những cánh rừng nguyên sinh bạt ngàn. Nhà ngục được bao bọc, che chở bởi núi rừng trùng điệp. Ngục Đắc Lây được công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia ngày 30 tháng 12 năm 1991. Gần 20 năm qua, trừ vài đợt chống xuống cấp mang tính giải pháp tình thế, nhiều dấu vết còn lại của di tích vẫn trong tình trạng bị bỏ hoang. Một số hạng mục tiếp tục bị xuống cấp, hư hại, có thể bị xóa sổ trong nay mai. Trong các tour du lịch ở Kon Tum, rất nhiều du khách muốn vào thăm nhà ngục, nhưng đành ngậm ngùi tiếc nuối vì không có đường cho xe vào. Rừng ở xung quanh di tích này là 11 hecta là được bảo vệ, còn 5 hecta là bảo vệ nghiêm ngặt giống như rừng đặc dụng vậy. Tức là lấy một cái nấm không được, lấy một cái măng không được. Rừng là một phần của di tích mà là một phần quan trọng của di tích, bởi vì nó là một tổng thể mà bộ công nhận là bộ công nhận 5 cái hecta đấy và bảo vệ nghiêm ngặt. Thế bảo là không có cái gì ăn để vào phá thì tôi thấy là rất là vô lý. Ngoài cái việc người dân có một cái suy nghĩ như vậy do có thể là thiếu hiểu biết, do có thể là cái sự kêu gọi, cái sự gào réo của cái dạ dày, nhưng nó lại đặt ra một bài toán là thế cơ quan chức năng ở đâu. Không một tiếng thú gọi bầy, thậm chí một tiếng chim thảng thốt, vội về tổ cũng không. We'll be right back.
mới phát hiện ra. Nó hai thằng nãy vừa bỏ đi. À, khi mà chúng tôi đến thì thấy hai đối tượng rời khỏi hiện trường. Có lẽ là có ai đó đã báo cho họ biết rằng có một đoàn kiểm tra đi đến đây. Và cái xe này bùn đất của nó vẫn còn ướt nguyên, vẫn còn dính ở đây. Thậm chí cái áo này vẫn còn ướt nguyên, chứng tỏ nó vừa dưới suối đi lên. Hoặc người ta vừa mặc cái áo này, vì đây không có nước đúng không ạ? Mấy chỗ đặt xe không có nước. Vườn Quốc gia York Don, những gốc cổ thụ được dán nhãn đã kiểm tra của các kiểm lâm viên mà chúng tôi cay đắng gọi là đã khai tử. Thảm trạng xẻ thịt rừng quý với bao nhiêu vụ án phá rừng đã bị chìm xuống, bao nhiêu tiêu cực nội bộ ở vườn quốc gia York Don đã xảy ra. Chính quyền địa phương và đặc biệt là xã, các xã vùng đệm nói thế thì mức độ quan tâm đến công tác này thì còn có hạn chế nhất định. Nói thế thì địa phương thì sống với dân, mà dân thì là toàn người nhà, bà con, anh em hết, người làm căng thì cũng có, nên là cái đó là cái một cái rất khách quan đến các đồng chí ở xã. Nhiều khi chúng tôi mà muốn cần họ đi giúp đỡ thì họ rất ngại, nó thế vì là toàn bà con anh em hết, mà là xã thì là địa phương thì là cũng là có kỳ hạn bầu bán thì cũng ngại lắm, nói chung là chỉ còn có kiểm lâm thì cũng cố gắng được. Thì làm thế nào mà để những cây gỗ này họ đi ra được? Qua được những cái cửa rừng rất là được canh gác rất là cẩn mật thế, thậm chí là đi qua cái đường nhựa thênh thang ở đây để đi về các cái thành phố. Kiểm lâm vườn á, thì nói chung chỉ bảo vệ vườn là chủ yếu thôi, trong diện tích của vườn mình chỉ. Còn trên trục đường từ ví dụ đường tỉnh lộ 1 này là cổng vườn này, thì nếu như chúng tôi được tin báo chính xác thì vẫn phải tổ chức để bắt. Còn những cái không có tin báo bình thường á, thì có lực lượng chức năng khác là kiểm lâm của huyện để các đoàn liên ngành người ta sẽ có cái chức năng kiểm tra. Báo chí càng đưa tin cảm giác như nó càng nóng, lực lượng kiểm lâm càng vào cuộc thì nó chỉ hạ nhiệt được trong những cái giai đoạn mà mình ra chiến dịch thôi, rồi nó lại trở lại. Với tình trạng như vậy thì theo anh, cái kiến nghị của anh, theo anh là phải làm thế nào để thật sự cái tình trạng phá rừng ở đây nó bớt nóng, làm sao để làm được những cái việc mà như dư luận đang rất là mong muốn, đấy là không cho rừng chảy máu nữa. Theo luật bảo vệ rừng là sự nghiệp bảo vệ rừng là sự nghiệp của toàn dân, toàn đảng toàn dân. Những cái giao khoán một mình lực lượng lâm nghiệp hay là lực lượng lâm chuyên ngành mà không được sự hỗ trợ ngay tích cực thì rất khó khăn. Vậy là lâm tặc là dân, kiểm lâm của vườn xác quyết, sự nghiệp bảo vệ rừng là trách nhiệm của toàn dân. Toàn dân và các khẩu hiệu rất đẹp không bảo vệ được rừng. Có nghĩa, với thực trạng rừng bị tàn sát như thế này, thì dân vừa là người có nghĩa vụ bảo vệ rừng, vừa là kẻ phá rừng. Các cơ quan chức năng bất lực, rừng bị đốn hạ và cây bị mang đi. Rừng bị đốt làm nương rẫy, cây rừng nằm sóng xoài không thể che đỡ cho đất mẹ, cho con người khi mưa lũ. Con đường lên ngã ba Đông Dương nổi tiếng chọc lốc những núi đồi phơi mình dưới cái nắng cao nguyên. Ai cũng tự hào khi đứng đây, ngoái sang nước bạn và ngậm ngùi nhìn về đất ta.
Những cây rừng là đây, chỉ có điều cây đã chết khô, chất đống, đã nằm rạp cả ra đất chờ, được chất lên xe chở đi đâu đó. Lý lịch và giấy thông hành đủ để chúng hành trình hàng ngàn vạn cây số. Phải chăng những cái đói, cái khổ của người dân được đánh đổi như thế này? Những xe vẫn cứ oằn mình chở nỗi đau của rừng. Một nửa chuyến đi với những gì chúng tôi tận mắt đã khiến mọi người lặng lẽ. Chợt nhớ thông tin năm ngoái, chỉ trong 9 tháng đầu năm 2010, ở nước ta đã phát hiện 508 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 170,12 hectare rừng, trong đó phá rừng làm nương rẫy là chủ yếu 411 vụ. Trong diện tích bị thiệt hại có rừng phòng hộ 51,31 hectare chiếm 30,16%, rừng sản xuất 118,81 hectare chiếm chủ yếu 69,84% tổng diện tích bị phá. Nạn phá rừng ở đây đã đến mức báo động. Phá rừng theo cách đơn giản nhất để làm nương rẫy, phá rừng để tìm kiếm khoáng sản, phá rừng để lấy gỗ, phá rừng để trồng rừng mới và vô vàn những kiểu tiếp tay vi phạm pháp luật khác đang hủy hoại lá phổi xanh của đất nước. Tình trạng chặt phá rừng kéo dài như thế góp phần làm cho những cánh rừng đầu nguồn bị cạn kiệt, và đây cũng là nguyên nhân chính gây nên xói mòn, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Đồng thời khi xảy ra mưa lớn, nước thượng nguồn đổ về các vùng thung lũng và đồng bằng, gây lụt lội thiệt hại lớn về nhân mạng và tài sản của người dân. Chúng tôi lại lên đường, có cảm giác bất an. Đến Tây Nguyên bây giờ, bạn thử nằm lại một đêm ở bất cứ đâu, cũng có thể nghe tiếng nước đổ, không phải của các dòng suối hiền hòa, mà là tiếng gầm gào của hàng trăm công trình thủy điện lớn, nhỏ, vừa vừa tại các dòng sông, con suối. Tây Nguyên có 11 nhà máy thủy điện lớn đang vận hành với tổng công suất hơn 5.000 MW, chiếm khoảng 25% tổng công suất nguồn điện của cả nước. Chỉ tính riêng quy hoạch của 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Nông và Kon Tum, có đến 257 nhà máy thủy điện vừa và nhỏ. Tôi là tôi thơ được ba xào tôi trồng thôi, mà bây giờ là mất tóc luôn. Tôi nói là tôi thấy tôi bung rúng tay chân mà. Không, tôi nói thật á, tôi chưa bao giờ, từ hầu giờ tôi sống ở nơi này tôi làm, tôi chưa bao giờ tôi thấy có cái cơn lũ lớn như vậy hết. Mà đến bây giờ tôi mới thấy cái nguồn nước như thế này, là nguồn nước này tôi nghĩ là chỉ có bờ đập xả lũ ra thôi. Kết quả kiểm tra đột ngột 9 dự án thủy điện ở Tây Nguyên tháng 7 năm 2009 cho thấy phần lớn các dự án đều không thực hiện nghiêm theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Các dự án thủy điện đã và đang làm suy giảm diện tích rừng, hình thành những đoạn sông chết do chế độ điều tiết nước chưa hợp lý, chưa tính đầy đủ và chưa có giải pháp xử lý đối với những biến đổi về sinh thái ở thượng lưu và hạ lưu của các dự án, không có kế hoạch điều tiết nước liên hồ chứa và có thể có tác động tiêu cực đến an ninh nước. Và trên hết, đằng sau các khái niệm là người, Tây Nguyên còn có người ở, hàng vạn, hàng triệu người đang sinh sống. Thảm họa môi trường khiến người đủ ăn thành nghèo, người chưa đói thành đói, người đói thành bần cùng, người đã giàu càng giàu nữa. Chúng tôi ở đây phải chịu cái vấn đề thứ nhất là về vấn đề lương thực, nợ nần với vay ngân hàng. Bây giờ nay vay ngân hàng, ai đã đến hạn là phải đi đáo hạn đấy, mà đáo hạn á là không phải là vô ngân hàng không mà người ta cho, mà phải đi mượn vay nóng ở ngoài đem vô ngân hàng đáo hạn. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, bữa nay mà dân á, mà hiện tại bây giờ là những người mà bị ngập đây không còn tiền nữa, đi mua gạo chịu là không ai bán, phải nhờ các người có uy tín.
Đó là một cái thứ hai. Cái thứ ba, con em vừa rồi đi ăn học, thậm chí có những gia đình mà con đi thi là phải đi vay nóng, vay đến 50.000 một triệu. Cho nên là bây giờ dân là bây giờ cũng đang thấp thỏm, đang chờ các cấp nghiên cứu và xét sao để bồi thường cho dân cho nó thỏa đáng tí. Đang có trái rồi, đang sắp bé rồi, nước ngập hết một thách luôn, cả buôn luôn á, nó nước ngập hết cả buôn luôn mà. Không có chỗ làm, người ta phát lên núi lên cao rồi chú ạ. Không, tội nghiệp, không có cơm ăn. Bà con phát người ta đánh mấy trần luôn á. Cái lông với kim lâm cũng chạy á. Mình cưới quần cưới áo luôn cho người ta, mình bật kề luôn á. Không cho phát, mình làm như vậy nó chạy luôn, nó không dám đâu. Làm sao mà dám đánh đàn bà? Đàn bà rất khó thì làm sao mà dám đánh? Thì mình không làm thì cái gì mà mình ăn, không có ăn chết, người ta đâu có cóp cái gạo gì cho mình đâu, mình cũng khó mà. Thủy điện tràn lan giờ đây đã được coi là tác nhân hủy hoại môi trường nghiêm trọng nhất ở Tây Nguyên. Việc xây quá nhiều đập thủy điện sẽ dẫn tới việc ngăn cản động vật thủy sinh di cư một cách bình thường và nhiều quần thể sẽ bị hủy hoại trong ngày mai. Đó là chưa kể đến nguy cơ vùng hạ lưu sẽ thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô do nước bị giữ lại để phục vụ việc phát điện. Những dòng sông cạn kiệt do nước bị giữ tại các đập thủy điện được ví như các mạch máu không có máu lưu thông. Tây Nguyên bao đời nay tự hào về giá trị văn hóa đặc sắc đọng trên mái rừng, dòng sông, dòng suối và trong tâm hồn, trái tim đồng bào các dân tộc. Cứ 2 năm một lần, huyện tổ chức cái lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn. Trong cái hoạt động lễ hội đó thì một cái nội dung hết sức là quan trọng được du khách cũng như là mọi người chú ý nhất, đó là các cái hoạt động về voi. Thì trong cái hoạt động về voi đó thì có voi vượt sông Serepok, đó là một cái cuộc thi mà dành cho voi mà không thể thiếu được trong các cái lễ hội. Thế thì những năm trước ấy, thì khi mà chưa có những cái công trình thủy điện ở thượng nguồn ấy, thì dòng sông này nước rất là nhiều. Cái việc tổ chức các cái hoạt động vậy nó rất là dễ. Tuy nhiên là trong vòng 2 năm trở lại đây, khi mà vì cái nhu cầu về điện, nhà nước đã xây dựng một loạt các công trình thủy điện ở đầu nguồn sông Serepok này. Thì ngay bây giờ hiện nay chúng ta đang ở thời điểm mùa mưa, thì là đáy dòng sông đã trơ ra toàn đá như thế này. Chính vì cái sự giảm sút về cái lượng nước thì không chỉ những ảnh hưởng đến cái vấn đề về mặt môi trường sinh thái, mà nó cũng ảnh hưởng đến cả văn hóa nữa. Này, tức là khi mà chúng tôi tổ chức các lễ hội như vậy thì đi tìm những cái đoạn sông mà để có thể tổ chức được cái lễ hội đua voi trên sông, tức là sông vượt sông, voi vượt sông Serepok, nó cũng rất là khó khăn. Buôn Đôn là một làng trên cao nguyên nằm ở xã Krông Na, huyện Buôn Đôn. Xưa kia nói tới Buôn Đôn là nói tới cả một khu vực rộng lớn, vươn dài theo dòng sông Serepok, quanh năm nước chảy hiền hòa. Con gái, con trai, người già trẻ nhỏ say sưa với những vũ điệu dân gian trong lễ hội, cùng nghề săn bắt và thuần dưỡng voi rừng nổi tiếng. Người Tây Nguyên gọi voi bằng ông và bà, bởi voi là con vật thông minh, gắn liền với các giá trị tâm linh quý báu của người Tây Nguyên. Gần đây nhất, câu chuyện con voi Pắc Cú ở Buôn Đôn bị giết bằng lửa
và 217 vết chém tàn khốc làm nhức nhối dư luận không những ở Việt Nam mà cả thế giới. Hơn 10 vụ giết voi ở Tây Nguyên, sao chưa có vụ nào tìm ra thủ phạm? Nhiều voi bị giết đã sống với con người gần trăm năm, có công trong phục vụ chiến đấu vệ quốc và xây dựng phát triển của Tây Nguyên. Cả nước, cả thế giới đều lên tiếng kêu gọi bảo vệ voi rừng và voi nhà. Thật xấu hổ khi chúng ta phải chứng kiến cảnh xẻ thịt voi, chém voi, giết voi để cưa ngà, chặt đuôi, xẻo chân, cắt đầu voi như vậy. Theo nhà báo Đỗ Doãn Hoàng, năm 1997, Buôn Đôn có khoảng 500 con voi nhà. Lần này anh ghé qua, con số chỉ còn chưa đầy 1/10, tức 50 con. Quá nhiều trong số này làm voi bị thương, tàn phế, bị cưa ngà, vặt trụi lông hoặc cắt cụt mất cả đuôi vì cái gọi là voi tặc. Chuyện voi Bắc Cú bị giết như thế này. Như thường lệ thì đi vào rừng đem voi về. Thì khi mà đi vào rừng thì thấy không thấy voi, thấy cái chỗ cột vẫn có xích và máu me rất là nhiều, mà nó quần thảo ở chỗ đó máu me rất là nhiều. Ở hiện trường còn lại là những cái can chứa xăng dầu gì đó, rồi những cái giống như lốp xe để họ đốt đó. Thế thì khi mà thấy như vậy thì mình hoảng quá, cũng không biết là voi mình bị cái gì. Thì lúc đó là nhìn lên trên thì thấy trên cái vết máu nó dính ở trên cái lá cây á. Thế là mới đi theo cái vết máu đó đi vào rừng. Thì khi mà đi vào rừng thì đi khoảng chừng cỡ 5 cây số thì thấy Bác Cú đang đứng vơ những cái lá cây mà nó có tác dụng cầm máu, nó đang vò và nó đắp lên người. Thì lúc đó mình thấy nhiều vết thương quá, xót quá, cho đếm thử coi bao nhiêu vết thương. Khi đếm là được 217 nhé. Khi mất xong rồi chị làm lễ cúng thì được nhà rồi, xong là bao nhiêu người họ đổ xô vào như vậy đó, cứ đi xe Honda vào rồi giao rồi bao rồi này kia, chị sợ quá. Họ cứ nghe người ta đồn thổi là có voi chết rồi, là ở con voi thì da của nó thì chữa được bệnh này, phổi của nó thì chữa được bệnh kia. Tức là chị nhờ bộ đội biên phòng thì bên đó có cho qua 10 người, các anh em là cứ là mắc võng ra thay nhau là canh sát voi. Canh sát voi đến cái lúc mà chị làm các cái thủ tục với các cái cơ quan ban ngành xong, báo cáo rồi xong xuôi rồi, thì lúc đó chị thuê xe múc vào, múc hố và đưa xác voi xuống lấp lại. Rồi chị còn phải đổ bê tông thì anh em cũng ở lại canh cho đến lúc mà bê tông nó cứng rồi thì anh em mới về. Đốt phá rừng, bức tử các dòng sông, dòng suối, tàn sát voi đều là do lòng tham và sự ngu dốt của con người. Nhân nào quả ấy, thảm họa môi trường Tây Nguyên đã thấy liệu đã đủ cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta ý thức chân thật về cái giá phải trả cho ngày mai. Thank you.
hành trình Việt Nam Xanh. Chúng tôi đã hoàn thành một phần hành trình tại Tây Nguyên. Chúng tôi chia sẻ với đồng bào Tây Nguyên những lo lắng của họ, gian khó nghiệt ngã của họ. Hy vọng với sự có mặt của chúng tôi hôm nay, hòa chung với tiếng cồng, bài ca về màu xanh sẽ tác động đến nhận thức của mỗi người từ chỗ chưa biết, chưa quan tâm các vấn đề môi trường xung quanh mình, đến sự hiểu biết và quan tâm hơn nữa để tiến tới hành động. Đấy là xuất phát điểm cần có để toàn thể cộng đồng cùng tham gia vào cuộc hành trình lớn tìm lại màu xanh cho đất nước. Cho điều đẹp nhất ta đi tìm là màu xanh.